đi học về chưa? Không biết có gì để ăn không? Vậy em con bị bệnh tim nặng nằm trong đó đó. Ba mẹ con đâu? Ba con chết rồi. Mẹ con thì sao? Mẹ con mất tích lâu rồi. Tội nghiệp cho con quá. Con đã ăn uống gì chưa? Con ra ngoài này nè, cái chỗ người ta phát cơm từ thiện cho người nghèo đó, đi lẹ kẻo hết. Dạ con. Ờ. Dạ, con cảm ơn con. Sao ông ra đây đứng xếp hàng? Dạ anh có bị bệnh không có đi được, cô cho con một hộp vậy mà đang không có đủ, lát nữa ra sợ hết cơm. Nếu anh con bệnh sao tí nữa ra xếp hàng được? Dạ nói thật với cô là anh của con đi mượn tiền để chữa bệnh cho em của con, tôi không đủ tiền mua cơm ăn. Thôi được rồi, cô cho con 3 hộp nha. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Cơm đi, sáng giờ anh có ăn gì đâu. Nè, anh ăn đi. Giờ tính sao anh hai? Anh không thể đem giấy tờ nhà cầm cho ông hai được. Lãi cao như vậy khả năng chúng ta bị đuổi ra đường là rất lớn. Nhưng mà bây giờ không có tiền chuyển viện cho anh Nghĩa thì nó sẽ chết.
Nhà mình có gì đáng giá để mà bán đâu. Anh nhớ rồi, cái lúc mà chôn cất ba á, mấy chú công an có đưa mình hai cái điện thoại của ba mẹ đúng không? Nhưng mà bây giờ mình cần số tiền lớn, mấy hồi của bác kia bán được nhiêu tiền? Cần bán trước để lấy ít tiền. Để anh cân nhắc mọi cách trước đã. Khi nào thật sự cùng đường á thì mới tính tới phương án cầm nhà cho ông hai. Chú ơi. Gì con? Hai cái này chú mua nhiêu ạ? Cái này chú mua 600 ngàn. Hai cái này còn xài tốt mà. Chú lên cho con xíu đi. Không được đâu. Chịu á thì chú mua. Dạ con bán. Tiền nè. Giờ làm sao nữa anh hai? Mua vé số đi con. Bán cho con 5 tờ đi chú. Ờ. Vậy để con lựa cho. Ờ lựa đi. Dạ đây. Cảm ơn con. Cầu trời khấn Phật cho ngày mai còn trúng số được đó. Em cất đi. Biết đâu mai trời thương thì sao. Hy vọng. Còn bây giờ thì anh đã có cách. Kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ráng nha anh, anh nhớ bài giỏi mà. Đây đây, 3 ngàn. Hên dữ mày. Được hả? Sao lâu quá vậy ta? Mình lấy cơm sẵn ở đây rồi mà.
Tao chơi hết cọc này nghỉ. Tao cũng chơi hết đống này nghỉ. Vậy tao mỗi ván là 5 triệu đi, cho nó nhanh. Chơi. Anh đây. Anh nghe này Nghĩa. Anh Trường với anh Trung đi kiếm tiền rồi. Mang về chữa bệnh cho em. Em có đói không? Có cơm nè. Anh rút cho em ăn nha. Xét vô. Sức phải ráng lên nghe chưa, hết bệnh rồi còn đi học nữa. Dòng đời sẽ